Hello. Ok anh em, hôm nay mình sẽ chỉ anh em làm cái nhiệm vụ visual này nhé. Này khó nha anh em. Quấn cái con robot á. Thì sẽ làm được cái defect con MCV ở cấp độ heo, mình sẽ được cái khâu fusion chiếm mất tích gì nè. Này nó cũng rớt trophy nữa. Giờ mình đi đường đi đi đến đó đi sao? Chờ xíu. Để mình bút. Ok. Mấy ông tới ạc bà nha, qua chỗ Laser Jun. Laser Jun nha. Laser Jun gõ ở đây nó có một cái hang Wombat. Video rồi, đây nó có cái đít rồi chết, cái nhiệm vụ đít rồi chết đó, mình làm mình lấy cái ấy, nhưng mà mình đã lấy rồi nên là mình không có quánh chính máy nè. Không. Yeah. Ê. Nhưng mà mình không có lấy nha. Mình xuống đây. Chủ yếu là mình xuống đây mình vô đây nè, Vi Jun Jun nè, Vi Jun Jun nữa không? Chui vô. Hay anh rồi. Cái bản đồ ở đây nó cũng rộng lắm nha nè. Đây nó có cái điểm waypoint nè. Không. Để bây giờ tôi coi thử rồi tôi mở cái điểm này chưa. Đây đây, Pizun. Mở rồi ha. Thì cái con MCV á, nó sẽ nằm ở cái láng cúc này nè, cúc ở dưới đây nè, cái góc bên bên dưới. Nhiệm vụ của mình là xuống quánh con đó, quánh con đó. Đây nó rớt duít nhiều lắm nha nè, muốn lượm duít thì xuống đây. Thì anh em mình mới làm cái nhiệm vụ này anh em phải hết full hoặc full nha, sáng được full hết rồi mới vô làm. Như đây rất rất là nhiều, muốn kem như xuống đây. Đây đây con MCV nằm đây ha. Đấy con MCV nè. Đấy nhưng mà mình quýnh nó không ăn đau thì phải làm sao. Cái này mấy ông cũng dùng Purify ha, siêu mà lượm được, lượm chiếc nhẫn á. Đây nè, có cái nhẫn của thằng Acid Band á là mới làm được cái này nha. Nó cũng lấy cái chiêu Purify đó bật cho nó. Đó thì nó ở cái này nè không. Đó, lấy cái cushion gì đó, khâu cushion cho mất tịch. Này là tôi có rồi ha, nên là không có nhặt được, nên anh em cắt nha, để mốt làm cái trophy.
Ok, đó là đường đến cũng như là cách quýnh con đó. Rồi, ok, kết thúc clip này ha.